Thưa quý vị, phát sinh mâu thuẫn với nhóm bạn, ba học sinh ở huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã ăn lá ngón tự tử. Rất may, cả ba em đã được người dân kịp thời phát hiện và đưa đi cấp cứu. Vào khoảng 18 giờ ngày 2 tháng 3, bệnh xá Quân dân y Đoàn kinh tế quốc phòng 4 đã tiếp nhận và cấp cứu cho ba học sinh đều sinh năm 2009, trú ở bản Kẻo Bắc, xã Na Ngoi, bị ngộ độc lá ngón thời điểm được đưa vào bệnh xá, các em rơi vào tình trạng lơ mơ, bất tỉnh, mạch đập nhanh, nhưng nhỏ và khó bắt, huyết áp khó đo, tính mạng nguy kịch. Sau khi cấp cứu rửa ruột, dùng các biện pháp trợ tim, trợ sức và truyền dịch giải độc, hiện sức khỏe của cả ba em đều đã qua cơn nguy hiểm. trong ba học sinh thì hai em bị ngộ độc nặng, một em nhẹ hơn. Được biết nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của ba em là do trên đường đi học về thì phát sinh mâu thuẫn giữa các nhóm bạn. Thưa quý vị, cây lá ngón là một loại cây leo thân quấn mọc hoang dại ở miền núi. Độc tính của lá ngón là do các alkaloid chứa trong toàn bộ cây, mức độ độc giảm từ rễ, lá, hoa quả và thân cây. Người bị ngộ độc lá ngón thì có các triệu chứng như là khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn và sau đó sẽ bị mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và tử vong rất nhanh do ngừng hô hấp. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có yêu cầu các địa phương triển khai thần tốc hơn nữa việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó lưu ý tập trung nghiên cứu tiêm mũi thứ tư và triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vậy những đối tượng nào cần được tiêm mũi thứ tư sẽ là câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này. Theo các chuyên gia, khi chủng Omicron xâm nhập, nhiều nước từng có ý định triển khai tiêm chủng vaccine mũi thứ tư. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu thì ngừng vì thực tế cho thấy chủng Omicron lây lan nhanh nhưng mức độ gây bệnh khá nhẹ. Với một người tiêm đủ 3 mũi vaccine cơ bản đã tạo ra miễn dịch và điều này giúp cho họ ít có diễn tiến chuyển nặng và tử vong. Trong trường hợp nếu triển khai tiêm chủng vaccine mũi thứ tư, ngành y tế chỉ nên tập trung vào một số nhóm đối tượng nguy cơ cao đang mắc các loại bệnh lý nền, miễn dịch kém hoặc những người tiêm chủng bằng các loại vaccine có hiệu lực bảo vệ không cao trước đó. Việc tiêm chủng nếu có nên trang xã hội hóa để người dân có thể tự lựa chọn nhà nước giảm gánh nặng chi phí hiện nay. Chiến lược tốt nhất cần tập trung hiện nay là bảo vệ các nhóm nguy cơ từ xa, tức là bên cạnh tiêm chủng, họ cần phải được phát hiện quản lý sớm, được cung ứng thuốc kháng virus trong điều trị để tránh tình trạng khi phát hiện đã vào bệnh viện cấp cứu. Thưa quý vị, thực tế thì không nhiều nước tiêm mũi thứ tư và nhiều chuyên gia y tế cũng bày tỏ mũi thứ tư chỉ nên tiêm khi thời hạn phát huy hiệu lực bảo vệ của mũi thứ ba đã trôi qua. Và có nhiều ý kiến cho rằng người tiêm đủ 3 mũi đều có miễn dịch, do đó không cần thiết phải tiêm mũi thứ tư. Thực tế, Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm liều thứ tư vaccine COVID-19 vào ngày 3 tháng 1. Tuy nhiên, quốc gia này không tiêm cho tất cả mọi người và chỉ tiêm cho những người già, người có bệnh nền, đáp ứng miễn dịch kém. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn, tinh vi trên địa bàn xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, để qua mắt cảnh sát, các đối tượng cho gia cố nhiều lớp cửa, hàn khung sắt kín các cửa sổ, lắp đặt camera giám sát và bố trí người cảnh giới. Điều đáng nói khi tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho những con bạc này, lực lượng chức năng đã phát hiện có 14 người dương tính với SARS-CoV-2. Bốn nghi phạm bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bao gồm: Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1978, Phạm Văn Công, sinh năm 1995, Đặng Văn Sĩ, sinh năm 1995, cùng chú tài xã Đồng Lỗ, Hiệp Hòa và Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1995, chú tài xã Đoan Bái, Hiệp Hòa. Theo thông tin ban đầu, đêm mùng 1 tháng 3, lực lượng công an đã đột kích nhà Nguyễn Văn Ngọc, bắt quả tang 23 người đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 280 triệu đồng, 20 chiếc điện thoại, 7 xe máy và nhiều tăng vật có liên quan. Cảnh sát cho biết Ngọc là kẻ cầm đầu, tổ chức sới bạc từ tối ngày hôm trước đến sáng ngày hôm sau. Mỗi người muốn vào chơi phải nộp phí là 500.000 đồng cho Ngọc. Đối với những người bị bắt quả tang, cảnh sát đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 và phát hiện có 14 người dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài 4 nghi phạm trên, công an cho biết 19 người còn lại trong sới bạc đã thành khẩn khai báo. Phạm tội ít nghiêm trọng nên không bị tạm giữ và cho về địa phương cách ly điều trị COVID-19 theo quy định. Ngày mai, mùng 4 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ mở phiên tòa xét xử bị can Nguyễn Văn Cung, pháp danh là Thích Phước Ngọc, sinh năm 1982, nguyên chủ trì chùa Phước Quang tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng đã lợi dụng lòng tin của nhiều người lừa đảo tài sản gần 68 tỷ đồng. Trong vụ án này, công an đang tiến hành truy nã một người phụ nữ tên là Lê Nguyên Khoa, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Phạm Văn Cung đã lừa đảo tổng cộng của 4 người với số tiền gần 68 tỷ đồng. Vào năm 2015, do cần tiền tiêu xài và thanh toán các khoản nợ cá nhân, Cung đã lợi dụng vào uy tín của nhà chùa và trung tâm suối nguồn tình thương, lợi dụng danh nghĩa sư phụ, sư trụ trì chùa Phước Quang để tạo uy tín cho bản thân. Cấu kết với Lê Nguyên Khoa dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo của nhiều người. Năm 2020, Phạm Văn Cung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một nữ ca sĩ nổi tiếng nên trực tiếp đến nhà. Cùng nói với nữ ca sĩ, mình có mối quan hệ quen biết với nhiều quan chức cấp cao ở trung ương, chính phủ, bộ ngoại giao và hứa sẽ giúp một Việt kiều Anh quốc, bạn của ca sĩ về nước sống hợp pháp. Với thủ đoạn này, cùng đã lừa của nữ ca sĩ này hơn 13 tỷ đồng. Hiện nay, công an tỉnh Vĩnh Long đang truy nã với Lê Nguyên Khoa, 36 tuổi, trụ tây quận một tài quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc điểm nhận dạng của khoa mà công an cung cấp là sẹo chấm cách 1 cm trên sau cánh mũi trái. Làm việc với cơ quan công an, nữ ca sĩ yêu cầu cùng trả lại số tiền nói trên cho mình. Về trách nhiệm hình sự, cô đề nghị xử lý cùng theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc giám đốc CDC tỉnh Đắk Lắk Trịnh Quang Chí cùng các cán bộ nhân viên dưới quyền đã bị cơ quan công an mời làm việc với nội dung liên quan đến việc mua kit test COVID-19 của công ty Việt Á. Ngày hôm nay mùng 3 tháng 3, Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến việc ngăn chặn giao dịch tài sản của ông Trịnh Quang Chí, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk và một số cá nhân của trung tâm này. Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắc cho biết đang kiểm tra, giả soát để tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra, hạn xử lý, trả lời trước ngày 10 tháng 3 năm 2022. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắc cũng đề nghị các tổ chức tín dụng tại Đắk Lắc tạm dừng ngay các giao dịch rút tiền, chuyển tiền, giao dịch phát sinh nợ đối với các tài khoản của ông Trịnh Quang Chí đồng thời thực hiện việc sao kê các giao dịch của ông Chí phát sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 cho đến nay, để cơ quan điều tra có căn cứ ra lệnh phong tỏa tài khoản của Giám đốc CDC Đắk Lắk. Sau khi lãnh đạo công ty Việt Á bị bắt vì nâng khống giá kit Tết, chi hoa hồng cho các đơn vị mua sắm, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã mời ông Trí cùng một số các nhân viên lên làm việc và ông này đã phủ nhận hoa hồng của công ty Việt Á. Thưa quý vị, theo tìm hiểu thì hiện cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra vào năm 2021 tại CDC Đắk Lắk liên quan đến mua sắm kit test của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Theo đó thì CDC Đắk Lắk đã mua khoảng 20.000 chiếc kit test với giá là khoảng 367.000 đồng một bộ và thanh toán khoảng 7 tỷ đồng cho công ty Việt Á. Ngoài ra thì CDC Đắk Lắk tiếp tục mua của công ty Việt Á một số các kit test nhưng chưa thanh toán tiền và chưa rõ về số lượng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, liên quan tới công trình homestay Mã Bí Lèng, Bình Liêu xây trái phép, Công an huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết, chủ cơ sở kinh doanh từng bị xử phạt hành chính số tiền là 14 triệu đồng. Vào ngày 15 tháng 11 năm 2021, Công an huyện Bình Liêu đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu và Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư homestay Mã Bí Lèng, Bình Liêu số tiền 14 triệu đồng do không đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh, gồm không có giấy phép hành nghề, không có giấy phép về an toàn phòng cháy chữa cháy cho cơ sở lưu trú, nhà hàng. Theo đại diện Công an huyện Bình Liêu cho biết, ngoài xử phạt các lỗi vi phạm trên, đơn vị còn kiến nghị tới chính quyền địa phương xử lý dứt điểm vụ việc. Mặc dù công an huyện Bình Liêu đã vào cuộc, thế nhưng từ đó cho đến nay, hoạt động kinh doanh dịch vụ của homestay nói trên vẫn diễn ra bình thường. Điều đáng chú ý, dịp Tết Nguyên đán tấp nập du khách bốn phương tới đây lưu trú ăn nhậu. Trước đó, như báo chí đã có bài phản ánh, thời gian gần đây tại xã vùng cao biên giới Đồng Văn, tại huyện Bình Liêu, xuất hiện một công trình lưu trú dạng homestay, nhà hàng tương tự như ở Mã Bí Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đối với chính quyền cấp xã, theo ông Mạ Dì Sơn, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, địa phương này mới chỉ lập biên bản về xây dựng trên đất rừng đối với chủ cơ sở homestay Má Bí Lèng, Bình Liêu, mà chưa có bất kỳ xử phạt nào liên quan đến lĩnh vực vi phạm đất đai của chủ cơ sở.